Hello, mình xin chào tất cả anh em nhé. Có rất là nhiều anh em có những cái thú chơi khác nhau. Có nhiều anh em thì mê xe, có nhiều anh em thì thích đi câu, có nhiều anh em có thích đi phượt, thích rất là nhiều thứ khác. Nhưng hôm nay thì mình có ra chơi với một cái bác cùng xã, có một cái thú vui rất là tao nhã, đó là chơi chim. Xin thưa mọi người, đây là chim cu, cu gáy, cu thái anh em nhé. Nuôi rất là nhiều và được phân chia ra từng ô một, và khả năng sinh sản của cu cu gáy, loại cu thái này sinh sản rất là nhanh. Đó cũng là một cái sở thích và cũng là một cái đam mê, và phải đam mê thì mới nuôi được chim. Nó cũng như kiểu là các bác và những anh em mê xe thì có thích xe thì mới chăm xe được. Đó thì mình thấy là bác này nuôi rất là nhiều. Riêng ở chỗ này khoảng độ 5-60 con rồi. Còn ở kia thì các lồng được phân chia ra từng ô một. Và ở phía đằng sau kia còn chia ra rất là nhiều lồng nhỏ nữa. Đó thì những anh em nào mà có sở thích nuôi chim cu này thì cũng rất là hay. Bởi vì con chim cu Thái này nó sẽ chống chịu bệnh tật cũng khá là tốt so với một số loài chim khác. Và tuổi thọ của chim này, theo mình được biết thì nó có tuổi thọ lên đến tối đa khoảng 60 năm, 65 tuổi anh em nhé. Rất là lâu, có những cái con chim khác có thể chỉ tầm 6 đến 10 năm là đã gọi là tuổi thọ của nó là hết rồi. Nhưng với chim cu thì nó tuổi thọ nó rất là lâu. Nên là nhiều anh em nào mà có thích chim cu thì mua về những cái con chim cu loại mà gáy được rồi thì nó cũng rất là rẻ thôi. Khoảng mấy trăm nghìn đến vài triệu. Đó thì cũng tùy từng chất lượng của từng con. Và cu Thái này thì nó sẽ rẻ hơn cu ta nhé. Đây, còn ở đây thì bác đó có treo lên những cái lồng ở đây trên này rất là nhiều. Đó, rất nhiều mọi người ạ. Và anh em nào thích nuôi chim cu thì nuôi chim cu Thái này cũng khá là hợp lý, rất dễ nuôi anh em ạ.